Chưa có một năm nào mình xem sự kiện ra mắt sản phẩm công nghệ mới mà mình lại thích đồng hồ với tai nghe hơn là điện thoại các bạn ạ. Bởi vì mọi người nhìn này, con Z Fold 6 này mình đeo ốp vào một cái và nhìn qua thì nó không khác gì Z Fold 5 cả. Quá chán luôn. Đó là lý do tại sao chúng ta cần những cái ngoại hình khác bọt hơn, như kiểu là trên Galaxy Watch Ultra cũng như là con Galaxy Buds 3 Pro này. Với Watch Ultra thì nếu mà nói công bằng nhá, thì mình vẫn sẽ có một vài những cái điểm gọi là ADN của Samsung, như là mặt đồng hồ hình tròn, hay là chúng ta sẽ có đây là một cái vòng bezel ảo đúng không? Chứ còn con Galaxy Buds 3 Pro này thì các bạn nhìn đi, kể cả một người mắt tinh như là Lee Sin, Daredevil hay là thầy Satoru cũng thấy là nó chả liên quan gì đến con Buds 2 Pro cả. Ngoại trừ cái tên Buds thì vẫn được giữ lại thôi. Thế nên là trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau làm một bài đánh giá chi tiết về Galaxy Buds 3 Pro để xem là ngoài về cái phần ngoại hình của nó có khác thì cái chiếc tai nghe này còn có những cái điểm gì giá trị để chúng ta mua nó trong năm nay, đặc biệt là với các anh em đang dùng đồ Samsung. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên là hãy ủng hộ mình bằng cách để lại một lượt thích, chia sẻ và đăng ký kênh Rương Công Nghệ nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau. It's showtime. Chắc chắn là 100% anh em khi mà yêu thích một cô gái là sẽ quan tâm đến tâm hồn của cô ấy. Đúng, nhưng tâm hồn là thứ để chúng ta tìm hiểu sau. Còn cái ấn tượng ban đầu ấy thì sẽ luôn luôn là phần ngoại hình. Và đó cũng là lý do khiến cho mình cảm thấy thích con Galaxy Buds 3 Pro này. Nó có một cái ngoại hình nó không có liên quan gì so với thế hệ trước cả. Cá nhân mình đánh giá thì đây là cái nâng cấp về ngoại hình lớn nhất kể từ khi mà Samsung cho ra mắt những cái chiếc tai nghe của họ. Ngay từ cái phần vỏ case bên ngoài, các bạn đã thấy là nó có cái sự khác biệt rồi đúng không? Samsung đã khá là thông minh khi mà họ vắt phẳng cả đầu trên lẫn đầu dưới của cái bộ case của con Galaxy Buds 3 Pro. Các bạn có thể đặt nó lên một cái mặt bàn mà không sợ là nó bị đổ. Đó, cùng với đó chúng ta sẽ có đây là một cái bản lề rất là chắc chắn, các bạn nghe cái tiếng đóng mở nó này. Rất là đanh luôn đúng không? Thế các bạn thấy là tất cả những nhà sản xuất lớn trên quả địa cầu này không ai dùng bản lề cao su để làm bản lề tai nghe cả. Và cuối cùng cái điểm nổi bật ở đây đó chính là về cái phần nắp tai nghe được làm theo cái dạng là transparent xuyên thấu và kết hợp với cả cái dải đèn trên cuống tai nghe này nữa thì thực sự là nó mang một cảm giác gì nó rất là vũ trụ, như kiểu là phi hành gia ấy. Đó, và nó rất là tương lai luôn. Galaxy Buds 3 Pro thì nó sẽ có tổng cộng là hai màu để cho anh em lựa chọn. Mình thì mình thích cái màu bạc hơn, mặc dù những cái thằng bạc thì rất là phế. Thế nhưng mà màu bạc thì dù sao nhìn nó vẫn khác bọt hơn, nó lạ hơn và nhìn nó cũng mạnh mẽ hơn. Đó. Cái mẫu tai nghe này khi mà mình sử dụng thì mình thấy là về cái cảm giác đeo nó không có quá nhiều những cái điểm khác bọt so với những cái thế hệ trước, bởi vì là nó vẫn thoải mái. Đó, nhưng mà khi mà đã dùng một con tai nghe có cuống ấy, mà đặc biệt là bạn nào mà đeo khuyên tai như mình thì các bạn sẽ phải chấp nhận là nó có thể va chạm nhẹ với khuyên tai của các bạn trong một vài những trường hợp, cũng như là nó sẽ bị cồng kềnh hơn một chút. Ví dụ như là khi các bạn đi ngủ mà đeo con tai nghe này chẳng hạn, mà các bạn úp tai xuống gối thì có thể là nó sẽ hơi bị cộm một tí. Thì đây là những cái mà chúng ta sẽ bắt buộc cần phải đánh đổi khi mà sử dụng một cái mẫu tai nghe mà có cuống như thế này. Nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ có cái gì? Đó là những cái thao tác sử dụng hoàn toàn là mới so với Galaxy Buds 2 Pro. Nó cũng không có bất kỳ một cái gì liên quan luôn các bạn ạ. Samsung thì đã mạnh dạn là loại bỏ cái thao tác là chạm để chúng ta thay thế bằng hai thao tác mới, đó là bao gồm vuốt cũng như là bấm. Cái hay ở đây đó là chúng ta sẽ không cần phải hy sinh bất kỳ cái gì khi muốn điều khiển cái mẫu tai nghe này. Mình có thể dừng phát nhạc này, chuyển sang bài hát tiếp theo, tăng giảm âm lượng, bật chống ồn xuyên âm, cũng như là gọi trợ lý ảo, không phải hy sinh bất kỳ cái gì. Như ngày xưa ấy, khi mà dùng Galaxy Buds 2 Pro thì nó sẽ không có cái kiểu là vuốt lên vuốt xuống để chúng ta có thể thay đổi âm lượng, mà chỉ có các thao tác chạm thôi. Mình ví dụ này, với cái thao tác là chạm hai lần thì mọi người sẽ chỉ có thể lựa chọn một trong hai tác vụ, đó là tăng giảm âm lượng hoặc là chúng ta có thể bật tắt chống ồn, ví dụ như thế. Nó chỉ được một trong hai thôi với cái thao tác là chạm hai lần đó, thì nó sẽ khá là bị hạn chế. Còn với Buds 3 Pro thì không bị hạn chế những cái như vậy. Và bên cạnh đó thì Samsung cũng đã thiết kế cái dạng cuống của con tai nghe này sẽ có những cái đường vát góc cạnh để phục vụ cho các bạn vuốt này, khi chúng ta dùng cái ngón tay chúng ta vuốt lên vuốt xuống như này và chúng ta chạm vào chúng ta bấm thì nó cũng sẽ dễ dàng để có thể thao tác hơn. Với cái việc là loại bỏ đi thao tác chạm ấy, thì mình cũng có thể là điều chỉnh tai nghe rất là dễ dàng, điều chỉnh tư thế kiểu gì cũng được. Chứ như ngày xưa mà dùng tai nghe hạt đậu ấy thì lúc mà mình chỉnh tai nghe thì nó lại hiểu nhầm đấy là thao tác chạm của mình, thì đôi khi là nó sẽ có một vài những sai sót khá là lằng nhằng. Về khả năng chống ồn xuyên âm cũng như là về chất âm của em tai nghe này thì mình đánh giá là nó ở mức tốt. Về khả năng chống ồn và xuyên âm trước đi, thì nếu như mình bật chống ồn lên mà nghe nhạc ấy thì coi như là mình điếc luôn, mình không biết là xung quanh có cái gì luôn, không hiểu nhân tình thế thái bên ngoài luôn. Đó, con này chống ồn khá ngon. Còn về khả năng xuyên âm khi mà bật lên ý, thì chúng ta có thể vừa nghe nhạc vừa nói chuyện với người xung quanh một cách bình thường, vẫn có thể nghe tiếng còi xe các thứ là bình thường, không vấn đề gì. Theo Samsung nói thì họ có sử dụng AI để can thiệp vào khả năng chống ồn và xuyên âm của em tai nghe này.
Cái tính năng này thì có tên là Adaptive EQ và Adaptive ANC, giúp phân tích và loại bỏ những cái tiếng ồn chuẩn xác hơn. Các bạn có thể nghe một cái đoạn demo ngay sau đây để biết thêm thông tin chi tiết. Đây là cái tiếng mà các bạn nghe thấy khi mình bật âm thanh xung quanh của con Buds 3 Pro, còn đây là khi mình bật là loại bỏ tiếng ồn chủ động này. Đây là chống ồn của nó này. Thì cái tiếng nó đã được lọc đi rất là nhiều rồi. Đấy, bây giờ Phương phải nói cái gì? 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi, đấy, đây là cái tiếng mà chúng ta nghe bình thường xuyên âm, được chưa? Còn đây là bật chống ồn lên này. Đấy, đây là tắt chống ồn và mình nghe nhạc. Ok. Rồi, và những bạn đang nghe thấy thì đây là khả năng đàm thoại của con Galaxy Buds 3 Pro. Đây, mình đang gọi lên trên cho Ivan để quay cảnh này. Mình đang đi ngoài đường, các bạn thấy là có khá nhiều tiếng còi xe ở đây. Nếu các bạn cảm thấy khả năng thu âm của Galaxy Buds 3 Pro như thế nào thì có thể để lại ý kiến phần comment phía dưới cho mình được biết nhá. Xem là nó lồng ồn tốt hay không, có bị vang hay gì đấy hay không. Đó, đây, bây giờ là sắp đến giờ về rồi. Về cái mức độ chống ồn và xuyên âm thì anh em hoàn toàn là có thể tùy chỉnh ở trong app Samsung Wearable nhé. Ví dụ như là các bạn thấy chống ồn mà nó nặng quá, nó khiến cho mình đau đầu, hoặc là xuyên âm có cái tiếng quá to, thì các bạn có thể tùy chỉnh mức độ phụ thuộc theo nhu cầu của các bạn. Với cái ngôn từ nghèo nàn của mình để miêu tả về âm thanh cũng như là cái trải nghiệm cá nhân của mình trong suốt thời gian sử dụng cái mẫu tai nghe này từ lúc nó mới ra mắt, thì mình nhận ra cái điểm đặc trưng của Galaxy Buds 3 Pro đó là cái sự rõ ràng và nó rất là trong trẻo. Và cụ thể ở đây là nó thiên về vocal của ca sĩ. Nếu như các bạn thích cái trường phái ca sĩ thực lực, thích nghe những cái bài hát phô diễn kỹ thuật, hoặc đơn giản là các bạn thích cái giọng đặc trưng của một cái ca sĩ nào đó, thì Galaxy Buds 3 Pro sẽ khiến cho các bạn cảm thấy khá là vừa ý. Cá nhân mình thì thích nghe những cái bản hát live hơn là thu âm, bởi vì là cái cảm xúc nó sẽ thật hơn mà những cái bản thu âm nó sẽ không thể mang lại được. Cùng với đó là cả cái tiếng khán giả bên dưới vỗ tay, reo hò các thứ thì rất là tuyệt vời. May mắn là Galaxy Buds 3 Pro đáp ứng tốt điều này. Thực ra cái thiên hướng vocal ấy là cái điểm đặc trưng từ thời Galaxy Buds 2 Pro cơ. Và nếu mà nói một cách chính xác ấy, thì thậm chí là bạn nào thích nghe vocal con Buds 2 Pro đó còn làm tốt hơn cả Galaxy Buds 3 Pro. Tuy nhiên đổi lại là cả ba giải âm của con Buds 3 Pro này tổng thể thì nó lại dày hơn và nó có cái độ bao quát lớn hơn. Giọng ca sĩ nó sẽ không lấn át khỏi những cái giải âm khác như là giải cao âm cũng như là giải hạ âm. Cái này thì nó sẽ là tùy thuộc vào gu của mỗi người thôi, bởi vì chúng ta sẽ có điều chỉnh EQ ở trong cái phần Galaxy Wearable. Các bạn thích chỉnh kiểu quái gì cũng được. Thì mình đánh giá như vậy là theo gọi là cái tool mặc định ở trên cái mẫu tai nghe này. Thực ra thì mình không phải là một người mà quá chuyên sâu về cái mảng nghiên cứu âm thanh, và mình cũng không có các cái thiết bị cụ thể để đo đạc cho mọi người. Chính vì vậy nên là mình đã tham khảo một anh giai tên là Aaron test âm thanh rất là uy tín luôn. Mình sẽ để cái đường link của video đó ở bên dưới để cho các bạn mà quan tâm thì các bạn có thể tiện theo dõi. Theo như anh Aaron có đánh giá cũng như là đo đạc cẩn thận thì chúng ta sẽ có kết quả Galaxy Buds 3 Pro thiên về âm trung cao. Cái tần số cực đại rơi vào khoảng là 1.6 kHz. Cái âm trung tổng thể nó sẽ sáng hơn so với Galaxy Buds 2 Pro. Đây là một cái video cực hay và rất chi tiết, có so sánh con Buds 3 Pro này với những cái mẫu tai nghe khác đình đám ở trên thị trường. Thế nên là các bạn quan tâm hãy xem cái video đó mình để bên dưới này nha. Bật sub lên là các bạn sẽ hiểu anh Aaron muốn nói gì ha. Cái mẫu tai nghe này thì nó có một vài những cái tính năng mà Samsung quảng cáo là AI. Đó thì mình cũng đã thử rồi. Ví dụ như chúng ta sẽ có cái tính năng là dịch trực tiếp, nó khá là thú vị và nó cũng chuẩn, nhưng mà đó là trong cái môi trường là phòng họp như kiểu của mình thôi, nó yên tĩnh. Đó thì mình thấy là nó sẽ hữu ích trong một vài những trường hợp, ví dụ như là khi mọi người đi du lịch, các bạn hỏi một vài câu đơn giản như là hỏi đường ở đâu, quán ăn như thế nào thì khả năng nó sẽ làm được. Còn nếu như mà mình nghĩ là dịch trong thời gian thực như kiểu là dịch cabin ý, thì cái mẫu tai nghe này cũng như là các cái tính năng AI của Galaxy Z Fold 6 nó sẽ chưa thể đáp ứng được đâu. À, và lưu ý là các bạn phải kết nối với điện thoại Samsung thì các bạn mới dùng được cái tính năng AI dịch thuật trực tiếp đấy được nhá. Bởi vì cơ bản ý, AI nó sẽ đòi hỏi người ta phải phát âm rõ ràng, đồng thời cái môi trường phải ít tạp âm thì nó mới có thể bóc tách ngôn ngữ chúng ta được. Chứ còn ở bên ngoài thì nó khá là ổn nên mình nghĩ là cái này cũng không quá là khả thi. Đó. À, về phần pin của cái mẫu tai nghe này thì mình cũng đã thử rồi. Theo Samsung công bố thì khi mà chúng ta kết hợp với cây sạc, con số này có thể lên đến mức là 20 tiếng và không dùng ANC. Thực ra thì mình nghe mỗi ngày chỉ khoảng là 1-2 tiếng thôi, không quá nhiều. Đó, nên là trong vòng một tuần thì mình cứ sạc đi sạc lại một lần thì mình thấy không có vấn đề gì cả. À, đeo liên tục nhá thì nó sẽ được khoảng là từ 4 cho đến 6 tiếng tùy theo bài nhạc, âm lượng cũng như là các bạn có bật tắt ANC hay là không. Ứng dụng wearable thì sao? Mình thấy đây là một cái ứng dụng điều chỉnh tai nghe nó rất là cụ thể, có nhiều những cái chúng ta cài đặt, ví dụ như kiểu là bật tắt xuyên âm, tùy chỉnh các mức độ chống ồn, đèn đóm các thứ. Mọi người cũng nhớ là cập nhật phần mềm thường xuyên nhé, để có thể tận dụng được tối đa công năng của con tai nghe này. Với những cái điểm cần phải cải thiện ở trên Galaxy Buds 3 Pro thì nó không liên quan quá nhiều đến cả cái phần chất âm cũng như là các cái thao tác của nó, mà mình thấy là nó chỉ nằm ở cái phần thiết kế và cụ thể là về cái khả năng hoàn thiện thôi. Cái chất lượng gia công ở đây thì mình đánh giá nó mức là 8 điểm.
nhìn chung là nó tốt. Tuy nhiên là nếu như mà sờ vào những cái điểm tiếp nối của các cái chi tiết ở trên cái mẫu tai nghe này thì các bạn sẽ thấy là nó có một vài những cái điểm thừa nho nhỏ. Như cái con tai nghe này của mình nhá, là nó còn rất là ngon đấy. Chứ còn mình thấy feedback của các anh em bên Tây ở trên website trực tiếp của Samsung thì nó có cái tình trạng là các cái khớp nối nó bị vênh, nó không khớp với nhau. Thực ra là cái tình trạng này thì nó không ảnh hưởng gì đến cái trải nghiệm thực tế của mình cả. Kể cả là với những cái mẫu tai nghe khác thì nó cũng xảy ra cái tình trạng tương tự. Và các bạn nên nhớ rằng là đây là năm đầu tiên mà Samsung làm cái kiểu tai nghe mới như thế này. Thành ra là cái tình trạng bị thừa một vài những cái chi tiết nho nhỏ trong quá trình gia công là cái điều rất khó tránh khỏi. Thì hy vọng là trong những thế hệ tiếp theo Samsung có thể cải thiện cái điều này. Tiếp đến là các bạn hãy để ý này, con tai nghe này của mình đã bị rơi rồi và nó rơi đúng vào cái phần góc nhọn luôn, mọi người thấy không? Ở văn phòng của mình thì có hai bộ Galaxy Buds 3 Pro, mình cầm một bộ và bạn Hà Phương cầm một bộ, thì cả hai bộ tai nghe đó của bọn mình đều bị rơi đúng cái góc này luôn. Đó, nên là khi mà các bạn làm rơi tai nghe thì khả năng là cái góc nhọn này nó tiếp đất là cao nhất luôn, nên là anh em dùng phải cực kỳ là cẩn thận nhá. Ở thiết kế của con tai nghe này thì các bạn thấy là nó cũng hơi lệch pha một tí khi mà nó sẽ quay sang hai hướng ngược nhau. Điều này tức là gì? Đó là khi mà các bạn rút con tai nghe bên phải ra này, các bạn sẽ phải quay một vòng thì các bạn mới có thể đeo nó lên tai bên phải được. Và cái kiểu thiết kế góc cạnh của con tai nghe Samsung này nhá, thì nó sẽ có cái điểm lợi đấy là các bạn có thể thao tác dễ hơn, nhưng mà nó sẽ khó khi các bạn xoay đi xoay lại một vòng như thế này, thì nó sẽ tăng cả cái khả năng là mọi người có bị làm rơi tai nghe. Và cuối cùng đó là con tai nghe này thì cực kỳ là khó thay ear tip. Ear tip thì cũng được giấu rất là kỹ trong hộp luôn ý, mình tìm mãi mới thấy. Và cái tình trạng khó thay ear tip như thế này là mình thấy là nhiều anh em là cũng gặp rồi và mọi người cũng đã phản ánh rồi. Và thậm chí là con tai nghe này của mình thì đâu rồi ta, đây, nó còn bị rách ear tip các bạn ạ. Trong quá trình mình tìm cách mình thay nó thì nó còn bị rách cơ. Thì rất là hy vọng là Samsung có thể cải thiện này trong những cái đời sau. Mình có tìm trên website của Samsung thì có một hẳn một cái bài viết hướng dẫn là thay ear tip làm sao cho đúng cách. Mình làm y như thế rồi nhưng mà mình vẫn bị rách, thì hy vọng là anh em sẽ may mắn hơn. Tốt nhất là anh em nào mà mua con tai nghe này đeo vừa tai rồi thì đừng có thay làm cái gì cả. Ok, để chốt lại thì Galaxy Buds 3 Pro vẫn là một cái mẫu tai nghe rất đáng để anh em trải nghiệm. Và nó là một cái sản phẩm đột phá của Samsung, ít nhất là về cái phần ngoại hình. Nhưng mà có lẽ đây là năm đầu tiên mà Samsung họ thi công cái kiểu thiết kế như thế này, nên là chúng ta sẽ có thấy là cái khả năng hoàn thiện của nó sẽ là cái điểm yếu của Galaxy Buds 3 Pro. Thêm vào đó thì cái đặc trưng của tai nghe Samsung là càng về sau thì cái mức giá của nó sẽ càng tốt. Và các bạn có thể chờ đợi một vài những cái đợt sale thì mua cái mẫu tai nghe này vẫn chưa muộn. Vậy thì các bạn cảm thấy như thế nào về Galaxy Buds 3 Pro và có muốn đóng góp mình cho mình cái điều gì đó nữa hay không? Hãy để lại ý kiến ở phần comment phía bên dưới nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại ở trong những cái video lần sau. Đừng quên là hãy để lại một lượt thích, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.